Qua thời gian tu học, tôi có nhận thức rằng cái vấn đề xả bỏ trong tâm rất là quan trọng. Nếu trong tâm ta không hoàn toàn xả bỏ được 100%, thì ta sẽ không thoát ra khỏi tam giới. Chỉ còn vướng mắc một tí gì đó trong tâm là ta sẽ không ra khỏi tam giới. Khi ta xả bỏ hết mọi thứ tâm, ngay cả cái ý niệm xả bỏ cũng xả bỏ luôn, thì tâm ta là tâm của sơ cấp La Hán. Cảnh giới của ta là cảnh giới của sơ cấp La Hán. Do đó, ngay từ bây giờ, trong sinh hoạt hàng ngày, trong nếp sống cá nhân, chúng ta phải tập thế nào cho cái sự xả bỏ trong tâm nên từ từ mà xả bỏ. Nếu ngay bây giờ không biết xả bỏ, đến giây phút cuối cùng thì chúng ta khó lòng mà đạt được viên mãn chính quả. Cứ mỗi một quan, mỗi một khảo nghiệm, mỗi một động niệm của ta, nếu mình thấy rằng tâm mình vẫn chưa xả bỏ được, thì phải suy tư về nó, suy tư về vấn đề tại sao việc đó mình lại không xả bỏ được, tại sao mình cứ chấp trước vào đó. Ta cứ suy tư và tìm ra biện pháp để xả bỏ những gì cần xả bỏ, thì lâu dần chúng ta sẽ dễ dàng xả bỏ được mọi thứ. Để xả bỏ được một cách dễ dàng, chúng ta không nên quan trọng hóa bất kỳ một vấn đề nào hết. Vấn đề nào ta cũng nên xem nhẹ nó, đừng quan trọng hóa nó. Vì khi mình quan trọng hóa nó là coi như mình đã coi nặng nó rồi, mình đã quá chấp trước vào nó, mình cứ mặc kệ nó. Vinh cũng vậy, nhục cũng vậy, sang cũng vậy, hèn cũng vậy, khen cũng vậy, chê cũng vậy, sướng cũng vậy, khổ cũng vậy, vân vân. Tất cả đó là mọi chuyện thế gian, có tồn tại cao lắm cũng 100 năm thôi, có vinh cách mấy cũng 100 năm thôi, có khổ nhục cách mấy cũng 100 năm thôi. Cái đức là quan trọng. Nếu ta không biết xả bỏ thì cái đức ta sẽ không được đầy đủ. Do đó, cứ coi thường mọi chuyện, tập xem nhẹ nó. Ôi, hơi đâu mà tranh mà đấu, hơi đâu mà hơn thua cái chuyện danh lợi tình của thế gian, cái chuyện được mất của thế gian, được đó rồi mất đó. Ông bà mình nói, cuộc đời như giấc chiêm bao, làm chi mà phải lao đao nhọc mình. Ta cứ suy tư như vậy, rồi dần dần những vấn đề về danh vọng, về tài lợi, về sắc tài, ta sẽ dần dần buông bỏ được. Tâm ta sẽ dễ dàng xả bỏ được mọi vấn đề về danh lợi, sắc tài, hơn thua, được mất của thế gian. Chúng ta đã biết lấy thiện đãi người, người thiện với mình tốt lại, mình thiện lại. Người xấu với mình lại càng thiện với họ, là càng tốt với họ hơn nữa. Đó gọi là lấy thiện đãi người. Ta đã biết lấy thiện đãi người rồi, rồi ta lại biết học được cái nhẫn nhịn, học được cái nhịn nhục, cái chấp nhận để mà bảo vệ cái đức của ta. Tức là ta đã biết lấy thiện đãi người, lấy nhẫn để giữ mình. Nhưng nếu ta làm được hai cái đó rồi mà ta vẫn bị vướng mắc vào hai điều đó, mình biết lấy thiện đãi người rồi mà mình vẫn có ý niệm rằng mình đã làm được lấy thiện đãi người, mình đã biết lấy nhẫn nhịn để giữ cái đức của mình rồi mà mình vẫn thấy có mình là người biết nhẫn nhịn, thì chứng tỏ cái tâm ta chưa xả bỏ được. Thì nếu mà lúc được khai công khai ngộ thì có lẽ chúng ta chỉ khai công khai ngộ ở các tầng khác nhau trong tam giới mà thôi. Bắt buộc khi ta đã lấy thiện đãi người rồi, ta đã biết lấy nhẫn để giữ mình rồi, thì cuối cùng ta cần phải xả bỏ hết trong tâm những ý niệm về đó.
những ý niệm về lấy thiện đãi người, những ý niệm về cái nhẫn bỏ luôn thì ta mới ra khỏi tam giới. Còn nếu không, mình vẫn bị kẹt trong tam giới, có khai công khai ngộ, cũng khai công khai ngộ ở các tầng thứ khác nhau trong tam giới. Do đó, cái xả bỏ là vô cùng quan trọng. Những cái xấu đã biết loại bỏ rồi, những cái tốt đã làm tốt rồi mà còn giữ trong tâm thì ta vẫn chưa xả bỏ được. Cần phải làm rồi thôi, nói rồi thôi, nghĩ rồi thôi, đừng để nó vương vấn trong tâm. Bất kỳ điều gì để vương vấn trong tâm, nó sẽ trở thành là những tạp niệm can nhiễu đến sự viên mãn chính quả của mỗi chúng ta. Do đó, ngay từ bây giờ, hãy tập sống và làm việc theo Pháp, học Pháp cho nhiều, đọc Pháp cho nhiều, để có được cái pháp lực gia trì thêm cho ý lực của mình, để mình dễ dàng xả bỏ, để mà mình dễ dàng nhận thức được tất cả những vướng mắc, những chấp trước. Từ đó mình dễ dàng đạt tới tâm thản nhiên bất động. Ta không đạt được tâm thản nhiên bất động là vì tâm ta chưa xả bỏ được hoàn toàn. Muốn được thản nhiên bất động, tâm ta phải hoàn toàn không còn vướng mắc bất kỳ điều gì, tốt cũng như xấu, thiện cũng như ác, phải xả bỏ trong tâm, nó mới thanh tịnh, vắng lặng. Do đó, để trên con đường đạt được viên mãn chính quả, bước ra ngoài tam giới, ta cần phải biết lấy thiện đãi người, lấy nhẫn để giữ mình, để giữ cái đức của mình, và lấy sự xả bỏ trong tâm để trở về thiên đường, để ra khỏi tam giới. Do đó, trên con đường tu tập, ta khéo áp dụng ba cái điều trên, tức là lấy thiện đãi người, lấy nhẫn giữ mình, và lấy xả bỏ để phục hồi lại, phản hồi lại bản tánh tiên thiên của mình. Hằng ngày làm được như vậy, từng giờ từng phút làm được như vậy, thì chắc chắn rằng đến ngày sư phụ cho mình viên mãn thì mình sẽ không bị những tạp niệm can nhiễu, và ta dễ dàng đạt được cái ý nguyện của sự tu luyện là khai công khai ngộ tại viên mãn chính quả. Vâng, trên đây là nhận thức hạn hẹp của cá nhân, xin chia sẻ cùng mọi người. Xin cảm ơn mọi người.